Vâng, xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay thì lên sóng cho anh em một mẫu micro hội nghị không dây. Đấy, dòng mic này thì chuyên dành cho anh em sử dụng cho hội nghị các bác nhá. Ở đây thì các bác nhìn cái hình này thì chắc các bác sẽ biết được cái mic này nó như thế nào rồi. Đấy, không dành cho hát karaoke. Đấy, cái này thì nó chỉ để cho phát biểu, để cho các bàn làm việc, bàn phòng họp của các lãnh đạo, các sếp thôi các bạn ạ. Đấy thì bây giờ thì em sẽ khui thùng ra để giới thiệu chi tiết hơn nhé. Đấy, mẫu sản phẩm này thì nó là mẫu VTG đấy, K199. Đây, em sẽ bóc hết, bỏ nó xuống để em có thể hình dung chi tiết hơn này. Trong cái bộ mic này thì chúng ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn này. Đó, tờ giấy hướng dẫn nha. Và cái dòng này thì nó là dòng mic có đầu thu đa năng. Đấy, có đầu thu đa năng nên là chúng ta sẽ không cần trực tiếp là kết nối có dây, mà chúng ta sẽ kết nối không dây qua một cái đầu thu VTG này. Đấy, đây chính là đầu thu nhá. Và em sẽ nhờ bạn là bên em là sẽ tháo ra. Đấy, và cái đầu thu này thì chúng ta sẽ sử dụng là một viên pin này. Đấy, viên pin này thì chúng ta sẽ sử dụng cho đầu thu và cắm trực tiếp vào vang hoặc là vào mixer. Đấy, vào âm ly. Đó, với cái đồ thu như vậy. Đấy, rồi đây là chúng ta có một cái bàn, đây là cái, đây là còn là cái chân đế mic này, chân đế mic này. Đó, mình nghe đi. Rồi các bác có thể thấy rằng đây em đã tháo ra rồi đây này. Đấy, em có thể để lên trên đó. Ok, đây chúng em sẽ lắp pin vào nhé, lắp cái viên pin này vào để chúng ta có thể là test được này các bác này. Khi mà chúng ta lắp thì các bác lưu ý giúp em là lắp thật chặt vào nhé. Nó pin này hết rồi sao ta? À, phải lắp, em lắp cái để lắp nó vào. Đấy, đây là cái đầu thu của nó này. Cái đầu thu thì các bác nhìn này, nó rất là đẹp luôn nhá. Mặt trước của nó ấy, cái mặt trên này này, nó như là một cái mặt kính trắng gương này các bác này. Đẹp không? Đấy, rất là đẹp. Một mẫu mic 2023 hoàn toàn mới và được thiết kế thì rất là đẹp đó. Và các bác khi mà các lãnh đạo, các sếp ngồi họp và nói ấy, thì chúng ta cả các sếp nhìn thấy cái bộ mic này cảm giác nó rất là sang, nó rất là sang đó. Còn đầu thu thì khi mà chúng ta lắp là chúng ta phải lắp cả cái đậy nắp này nó vào thì mới bật được nó lên nhé các bác nhé, mới bật được lên đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cần phải có một sự kiện nữa, đó là cái mic. Đây là cái mic để chúng ta có thể là nói trực tiếp nha. Đấy. Một bộ này thì chúng ta chỉ có một bộ mic này thôi, một bộ mic này thôi. Và các bác nhìn cho em này, các bác muốn kết nối các bác sẽ kết nối vào cái đường ba chấu này, bốn chấu này các bác này. Đấy, bốn chấu này nhé. Và ở đây nó có bốn chấu. Đấy, em sẽ kết nối luôn cho anh em. Các bác nhìn cắm vào thật đúng nhé. Đấy, và cái cổ ngỗng này á thì chúng ta có thể bẻ được. Đó. Các bác muốn nó cao thấp tầm nào thì chúng ta có thể là bẻ tầm đó, và sau đó thì các bác cho em cái chống ồn, rồi cái này nó có tác dụng chống ồn này, và nó có tác dụng là chống các cái hơi nước từ miệng người nói ấy, nó thu vào cái côn mic này. Đó, cái này nó có tác dụng nhé, nên là anh em khi lắp mà nhớ này là cho thêm cái này vào, và chúng ta sẽ có cái cảm giác là bộ mic nó rất là chuyên nghiệp, nó rất là đẹp, đúng không ạ? Đó, thì còn phụ kiện bên trong thì chúng ta đi kèm theo này, chúng ta sẽ có hai viên pin này, hai viên pin này để lắp vào cái chân đế này luôn nhé. Đấy, đây em sẽ giới thiệu này, ở dưới đây nó sẽ có một cái hộp để pin này, các bác thấy không ạ? Đó, đây là cái hộp để pin nhé, các bác nhớ lắp vào cho em, không lắp là chúng ta sẽ không kết nối được. Còn ở đây chúng ta sẽ có một cái mắt thần IR. Cái IR này là để chúng ta có thể là ví dụ như cái đầu thu bị hỏng này, bị hư này, chúng ta muốn mua một cái đầu thu khác. Đấy, thì chúng ta sẽ kết nối qua cái tần số IR này để chúng ta lấy lại cái tần số để cho hai đầu thu và cái chân đế này nó kết nối được với nhau. Đó, thì đây là toàn bộ một cái bộ mic cổ ngỗng đấy, dành cho phòng họp hội nghị. Đó, rất là đẹp. Đấy, thiết kế rất là sang nhá. Đấy, giá thành thì lại rất là rẻ, phù hợp cho anh em sử dụng cho những cái phòng họp nhé. Các bác cần tư vấn hay cần tham khảo thêm thì có thể liên hệ trực tiếp từ tuyên vụ chúng em để được tư vấn hỗ trợ. Và xin chào các bác.